Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Nhà Hồng. Ê, nói nghe nè, lâu rồi hai mình không đi nhậu, bữa nào hai mình đi nhậu bữa mẹ thấy chưa rồi. Rồi đi luôn. Chơi không? Đi. Bữa nào nhậu ha. Ừ. Bữa nào rảnh rỗi ha. Đang buồn nhậu luôn. Ừ. Bữa nhậu luôn. Kể cho nghe, bữa đi bán vé số á. Ừ. Khách nó cũng ác lắm. Ừ. Nó kêu nhậu đi anh mua cho. Má nó nhậu gì hả, mình mẩy sưng hết. Sưng giờ này vẫn còn dị ứng nè. Ủa, chị Hồng uống bia bị dị ứng hả? Uống bia dị ứng ngày ngừ hết nè. Em uống không có bị dị ứng, em uống bình thường à. Tôi Hồng đi đừng nói gì hết á, hiểu không? Đi tiện xách xe đi tới chiều về. Biết hai đứa say xỉn luôn. Ờ say xỉn thì biết đường chạy về ngoài nội. Ừ, biết không? Ủa tôi say quá trời say luôn, tại vì tới nơi là tôi ngã cũng ngủ luôn. Mấy ông nói uống rồi mấy ông mới mua giùm phải không? Mua giùm mà phải đưa tiền cho mình đâu mình đi. Không đưa luôn hả? Bắt mình uống hết một lon nó mới đưa uống luôn. Trời ghê vậy. Ba mươi mấy sao thấy đường chạy bà nội, mắt chắc ngắm không quá. Không có gì, tới nhà nó mới thấm vô mới say. Vậy mẩy nó sưng lên bắt đầu nó ngủ một hơi, biết tới 4 giờ mấy luôn. À vậy. Ơi nó nghe nè, từ bữa giờ bán cái số ai trúng không? Ủa trúng cái đầu không à. Hồng nhớ hồi lúc trước chị Hồng bán cái số ế về mà em lấy 5 tờ. Ừ. Mà trúng không? Đúng. Hơn không? Thấy hơn không? Mà số ế trúng không à. Hồng của số ế đang nghỉ ông kia. Nói anh ơi mua giúp giùm em đi. 14 tờ. Ông mua chiều lại ông trúng 6 tờ giải 200. Ừ. Cũng được. Lúc trước chị Hồng nhớ không bao giờ em mua. Tới bây giờ em cũng đâu mua vé số đâu. Cái lúc trước chị Hồng ban ế về chị Hồng nhớ không? Ừ. Em hỏi Hồng còn vé số không? Cái nói còn. Cái nói cho em 5 tờ đi. Chiều trúng 500 á, bà nói trung tin luôn á, tệ ta có chứ mua vé số cái nào đâu biết, đúng không? Đúng rồi. Cái rồi hả, kêu bà kêu tôi trúng mà tôi còn nói bà nó xạo nữa nhá. Ơi ngày bán được nhiêu tờ? Bữa giờ bán có 200, đi mới tới trưa luôn. Vậy hả? Còn mấy lần kia bán được 300, 350. Mốt công ty em hết hàng, em bán vé số vậy không hả? Ừ. Được không? Ok. Lần đầu mà em gặp Hằng lần tiên là ở đâu biết không? Ở đâu? Là anh Tội á, là chồng của em á, rước chị Hồng đi làm về. Hồng lắc chiếc xe lắc á, không phải anh Thành mà anh Tội. Em nhìn anh Tội mà em tưởng anh Thành không à. Chồng em chở chị Hồng á, mà em tưởng là chồng chị không à. Nhìn từ xa phải không? Giật cái dốc ngay chỗ nhà và đó nhõng bên đầu lên xe lên luôn nè. Khổ sở thì không có đi toàn xe lắc không à. Xe lắc mà mắc cười lắm, mỗi lần lên dốc là anh nhõng bên không không nhớ hả? Mà hồi đó bà đâu cũng mập dữ vậy đâu, giờ chắc bóc đầu á. Giờ ngồi lên xe máy còn muốn chết nữa, lên xe ba bánh trở lại sao á. Hồi đó cứ lên giống cái là nhõng cái đầu xe lên, mắc cười muốn chết. Chị Hồng bây giờ mặt dữ hơn hồi xưa, chứ giờ hồi đó mặt hiền khéo khờ khờ sao sao á. Phải không đúng không? Đúng rồi. Sao mặt, vậy mà? Mặt giờ có chút hơi ác ác chút chứ hồi đó hiền khô à. Thiền lắm, khờ lắm, mà quê mới vô á. Mặt nói gì ai nghe gì nghe nấy à. Lúc đó em ở dưới quê mới lên. Em ở dưới giờ quê mới hết lên rồi. Đúng rồi. Giờ đừng Hồng dụ Hồng chét phân mặt đồ này nọ, không có đâu. Lúc đó không biết chứ giờ biết rồi. Cảm nhận của bà lúc bà mới gặp tôi sao? Ốm giống như cái tâm. Ừ. Lúc đó có 36kg à. Xíu nhỏ siêu à, ốm nhau ốm nhách em thôi à. Cũng được. Cũng mà được. Gì á, biết sao không? Thì cái gì cũng vậy, lâu ngày cũng có thay đổi chứ. Thay đổi già đi á hả? Vừa già vừa trưởng thành hơn chút, ai à. Cũng vậy. Ừ. Thôi mốt cứ dày đi ha. Có gì không buồn vui hay gì phải nói nha. Cứ sao nhiều khi cái chuyện đó mà mình nói ra thì nhiều khi là nó hiểu hơn. Lầm. Hiểu lầm nó không có lớn hiểu không? Mà mình không nói ra, ừ. Cái lòng của chị Hồng nghĩ vậy và cái lòng em nghĩ khác sao, đúng không? Đúng. Nhiều khi hai đứa mình vui vui vậy và má ba cũng vui lắm. Đâu đó luôn. Vô.
Bữa dẫn hai nhỏ đi thả diều mắc cười lắm. Ông tính ông mập quá, ông chạy không nổi nữa. Ông chạy mà hả, ông muốn thở rồi thêm cậu kiến cắn ông. Tại vậy em nói tối hả, kêu đi tập thể dục đứa nào cũng chịu đi hết á. Anh yếu yếu thờ, anh kêu hỏi cố. Hỏi hai thằng bé lớn vậy đó, hỏi dám chạy đuôi với Úng không mà không dám chạy. Kêu mệt lắm bố ơi, đi bộ á, tối đi bộ la làng á, đi tập thể dục. Thì Hồng đi ban giấy số chưa về. Kêu đi tập thể dục cái giáo bộ nó lý do. Nó đi á hả, Út ơi con học bài, Út ơi con đang mắc bận này. Chịu đi. Đi chút chứ mệt à. Thả thả diều chắc chạy lệch bạch dữ lắm hả? Ừ, chạy trời ơi chạy không nổi nó. Giống như cục thịt mỡ vậy. Tội nghiệp anh hai chạy không á. Còn tính nâng thở ọc ạch, tội nghiệp. Mai mốt nè, chừng nào nè biết sao không nữa. Cái mà dịch á ở nhà ăn cho cố á. Mai mốt á mà hết dịch rồi vô tập thể dục cũng chạy chứ. Yếu lắm nè. Tại mốt tối em bắt tập thể dục hết. Cái mà hồi giờ mình đâu có biết nấu trà sữa đâu. Cái bây giờ nó đòi uống trà sữa thì mình nấu trà sữa cho nó uống. Uống yếu lắm, uống có 3 ly chứ nhiều. Thì chứ nói mẹ ơi con giảm cân không á. Giảm cân uống gần hết nồi chứ. Mà anh hai thì tình lắm, hai có nhiêu chi à. Kêu Úng ơi em con sợ béo lắm, uống lần 4-5 ly xong rồi ngồi mắc cỡ đâu dám ngẩng mặt lên đâu. Bạn gái thấy vậy thôi luôn, chạy luôn. Anh uống trà sữa hơn em. Tính phái đi lắm. Tính nó thích đi đâu rồi tự chạy xe đi. Biết bao lâu rồi mới làm móng tay. Mai làm cho nó đẹp đẹp đi đi. Cái đi bán vé số nè, mai trúng vỡ nè. Nó trời ơi chết rồi, móng tay nữa rồi. Mà sơn màu em mà là em cũng đâu có sơn đâu. Bữa nay em mà sơn rồi mai đi vô làm. Rồi nó cũng vỡ. Làm móng tay cho nó đẹp đẹp chút còn rồi đi nhậu cũng được nữa. À, bữa hứa phải không? Bữa nay đi. Bữa nay chủ nhật đi luôn. Nào có ngày mình về uống thuốc 3 ngày là chưa hết nữa. Diễn rồi. Diễn rồi, tay chân còn sưng. Về chung đi đâu? Con ốc đi. Nhậu con ốc đâu? Được. Con ốc cũng được, ở nhậu cũng được, muốn gì cũng được. Ăn xong mày hát karaoke luôn. Gì ghê vậy? Ớn vậy? Chiều về hả, hai thằng kia đuổi hả, mình đi được khỏi nhà luôn á. Không biết hai mình đi đâu á. Hai đứa đi vô nhà nghỉ ngủ cũng được. Ghê vậy. Thì không cho mình vô thì mình đi chỗ khác ngủ chứ sao. Lấy giờ la đường. Nhưng mà không có sao đâu. Có gì kêu má mở cửa ha. Đúng rồi. Má cứu. Được rồi, có sơn màu xanh đi. Thôi. Màu xanh đó được á. Yếu thôi. Yếu đâu mà yếu, chơi luôn đi, quất luôn đi. Chúng em chơi màu đỏ luôn nè. Hả? Thử đi, không được thì mai bôi sao đâu. Đẹp chưa nè, đưa xuống đây xuống nhìn nè đó. Hai đứa mình sơn giống nhau nè. Bây giờ hai đứa mình về đi nhậu thôi. Rồi ok, đi. Đẹp đi. Không? Đẹp. Xin chào các bạn. Nếu các bạn nào yêu thích câu chuyện nhà Hồng thì bấm like và chia sẻ giùm cho nhà Hồng nha.